xa một chiều cuối thu. Hương lan bay xa một chiều cuối thu. Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò. Thương anh nơi anh góc phố nơi hẹn hò. Mùi lan thơm ngát cùng gió. Mùi hoa thơm ngát cùng gió. Có tiếp không chị hay thôi? Tiếp à? Hay quá. Tiếp à? Ôi dồi ôi cùng gió. Sao được mai nào biết lúc chớm đông hoa thơm lùi tàn. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép em Trần Hữu Kiên kính chào tất cả các anh chị trong ban đấu giá, cũng như là kính chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trên trường quay và toàn thể những bà con, cô bác đang xem truyền hình. Xin cảm ơn. Ôi giời ơi, khoan cho tôi nói cái này, giọng nói thì khào mà sao ca thì trong thế. Bây giờ Trần Hữu Kiên hãy chia sẻ về ba dữ kiện nè. Dữ kiện thứ nhất thì luật thì thực sự em là luật sư. À đấy, luật sư. Em tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, có một thời gian làm luật. Và hiện tại em cũng đang làm part time cho một công ty bất động sản trong này. Dạ. Thế còn dữ kiện 2013? Dữ kiện 2013 thì thật sự là ngày 21 tháng 4 là em giành giải quán quân cuộc thi Việt Nam Got Talent mùa 2. Trời Got Talent luôn hả? Got Talent luôn. Em là quán quân luật sư hát opera mùa 2. Và Trần Hữu Kiên không biết có phải là anh em gì với Trần Hữu Tuấn không? Bạn ấy cũng là một người chơi của sàn chiến giọng hát. Dạ, Trần Hữu Tuấn là em trai út của em. Hôm cái Trần Hữu Tuấn là chiến giải đó. Dạ. Với quê anh nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghệ thương thấy mẹ cùng anh, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, răng gừng cay muối mặn tiếng nói nó giống ai, dư đà nói yêu em lời yêu thương còn mãi, em thương em có về xứ nghệ với anh không, em thương theo anh về xứ nghệ cùng. Trước đây thì chỉ đam mê ngành luật hát hò chỉ là vui chơi, có chơi sáo trúc đàn bầu nó tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống thôi. Nhưng mà sau đó thì do Trần Hữu Tuấn là em trai đó, thời điểm đó đang học Nhạc viện Hà Nội thì có hướng dẫn cho đi thi, và thật sự em cũng đi thi cho nó vui, ai ngờ nó được giải. Vậy thì cái giọng hát này bạn đã từng qua một cái lớp đào tạo thanh nhạc nào chưa? Thật sự thì khi em thi Got Talent thì không được đào tạo bất cứ một cái lớp thanh nhạc nào cả. Lúc mà em đang học luật thì Tuấn có ra Hà Nội thi vào Nhạc viện Hà Nội thì có tập mấy cái bài opera. Thế em cứ nghe lõm xong thì thuộc theo lời và nghe theo ạ. Chứ còn thật sự là về thanh nhạc, kỹ thuật thanh nhạc và tất cả mọi thứ về cái nhạc lý em cũng không biết cái thời điểm đó luôn. Thiên phú rồi. Thiên phú đấy ạ. Và bây giờ chúng ta đến với cái dữ kiện cuối cùng đi. Nữ. Thật sự giọng nữ thì là em thì em cũng không có rảnh về lắm đấy. Nhưng mà cái năm em thi là có anh Đức Chí là giám đốc âm nhạc. Anh có nói là cái quảng của em, quảng Anto của nữ. Thường thường em đi hát karaoke em toàn chọn những cái bài của chị Linh với lại chị Thanh Lam hát thôi ạ. Đó giọng nữ đấy. Đây là cho nên là anh Đức Chí có nói là cái quảng của em là như thế chị Mỹ Linh, một diva hàng đầu Việt Nam. Bây giờ em có một cái như này được không? Bây giờ bạn nói là bà giọng bạn rất cao, bây giờ tôi thách đố với bạn đi. Tôi hát đến đâu bạn đeo theo đến đấy có được không? Được. Dạ được. Ok. Được okay. Không? Bạn đi hát karaoke có bao giờ hát bài Hương Hồng Lan không? Hay là hát Tóc Gió Thôi Bay bài nào? Chị cứ hát đi ạ, em theo. Ok, thử nhá. Hát cao đến đâu bạn hát đến đấy. Ok, thử nhá. Hương lan bay xa một chiều cuối thu. Hương lan bay xa một chiều cuối thu. Thương anh yêu anh góc phố nơi hẹn hò. Thương anh nơi anh góc phố nơi hẹn hò. Mùi lan thơm ngát cùng gió. Mùi hoa thơm ngát cùng gió. Có tiếp không chị hay thôi? Tiếp à? Hay quá. Tiếp à? Ôi dồi ôi cùng gió. Sao được mai nào biết lúc chớm đông hoa thơm lùi tàn. Da 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 da.
để gió mai cuốn đi. Để mai bâng khuâng nơi anh. Để mai bâng khuâng nơi anh. Hẹn vỡ. Hẹn vỡ. Wow. hay quá. Giỏi quá. Đúng là opera thật đó. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức một món quà rất là ngẫu hứng, rất là tuyệt vời, rất là đẳng cấp luôn. Ồ trời ơi, chị không ngờ ngày hôm nay thực sự tâm sự với mọi người, hôm nay là cái ngày Vân mệt khủng khiếp luôn. Vân mệt lắm luôn á, thực sự nãy giờ Vân ngồi mà Vân nhìn thấy 2-3-4 người trước mắt á, thấy Bạch Công Khanh chạy vòng hết đây nè. Bởi vì trời thương rồi, anh em bạn bè thương, cho nên là cho mình sở hữu được 3 giọng hát, mà trong đó lại có một cái giọng hát là anh của bạn Hữu Tuấn. Dạ, Trần Hữu Tuấn. Và cái câu chuyện của bạn Tuấn làm cho chị rất là xúc động. Chị tan chảy luôn. Và anh ấy có nhắc đến những người anh của mình. Em quá tuyệt luôn. Từ cái câu chuyện của em, từ là em không cần phải kể, chị suy ra từ Tuấn là chị cũng hiểu được là trước khi em học luật, em cũng đã làm tất cả mọi thứ, nghề cực khổ nhất có thể. Gia đình mà... rất nghèo. Đó. Cho nên quê hương Thanh Hóa. Em giống như là món quà mà gọi là mọi người ban cho chị. Dạ. Chị cảm ơn em, rất cảm ơn em. Em thì gia đình em thì có 6 chị em, 4 trai 2 gái, em thứ 4. Bố em thì đánh anh, ngày xưa em học luật, em bố em, người ta hay hỏi em là bố anh làm nghề gì. Thì em nói là bố em là thủy thủ tổ Viễn Dương, chuyên đánh cá tại bãi ngang ven biển Thanh Hóa. Dạ. Còn mẹ em làm binh bộ nông nghiệp, chuyên làm ruộng. Dạ. À, thì thật sự là gia đình thì cũng rất là vất vả vì là rất là đông con, và trong những cái năm đó thì từ năm 98 là bắt đầu đem Tuấn đang rất là nhỏ thôi, em theo bạn em vào trong Sài Gòn, lúc đó em mới học lớp 7 thôi, đi thổi sáo xin tiền, rất là đúng, thật sự là như vậy. Và câu chuyện nó tiếp diễn với em đến lúc mà em học năm thứ 3 đại học, em vẫn đi làm thêm và nghỉ hè em vào đây một Sài Gòn một tháng, xong lấy tiền đó em lại ra Bắc em đi học. Và đến lúc em tốt nghiệp đại học luật Hà Nội ra đi làm luật, lại nuôi lại 2 đứa em của em, là một cô gái bây giờ đang vợ chồng đang sống bên Nhật. Đó là câu chuyện là như vậy. Và các anh của em cũng nuôi em, rồi để em lại nuôi lại 2 đứa em, như vậy tiếp diễn. Dạ. Dạ, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Khanh tin chắc rằng bố mẹ của anh cũng như là những anh em trong gia đình có xem chương trình này thì cũng đều rất là hãnh diện. Bởi vì ít nhất cho tới thời điểm này, theo bản thân Khanh đánh giá thì Trần Hữu Kiên hay là Trần Hữu Tuấn đều đã có những thành công nhất định, đúng không ạ? Dạ, thưa quý vị, chúng ta phải chúc mừng cho chị Hồng Vân đã sở hữu được tiếng hát của Trần Hữu Kiên.